Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì em mới hoàn thiện một bộ dây loa bản lẻ của Hitachi. Đây, các bạn và anh em xem trong một anh khách. Thì cả loa và âm ly của anh đều dùng jack càng cua, nhưng mà anh vẫn đặt bên em là hai đầu jack bắp chuối. Hai đầu jack bắp chuối Hitachi như này. Thì anh bảo là cứ làm jack bắp chuối cho anh, sau đó làm cái jack chuyển sang càng cua. Bởi vì là trong trường hợp anh thay âm ly hoặc là anh có dùng hai loa, anh có tháo ra anh chuyển sang bộ loa khác thì anh vẫn cắm bắp chuối. Thì ngày hôm nay thì xin chia sẻ với quý vị và các bạn là một cái cách mà chuyển sang càng cua. Thực ra là không có cái jack chuyển nào cả, đơn giản đây là cái jack càng cua bình thường, một cái jack càng cua bình thường mà anh em hay dùng để làm dây loa. Đấy, thì anh em chỉ cần là tháo cho em cái ốc ra, tháo ra. Thay vì là cái jack càng cua mình bắt vào dây loa thì mình sẽ bắt vào cái jack này. May cái là cái này nó cắm vừa in với cả, thường đại đa số là cắm nó vừa khít với cả jack bắp chuối. Như anh em nhìn ở đây, vừa khít luôn. Còn trong trường hợp jack càng cua của anh em nó to hơn thì anh em cứ để nguyên cái ốc của nó lại, coi như là cái ốc này nó sẽ cố định cái jack bắp chuối của anh em. Từ trong trường hợp mà cái jack bắp chuối của anh em nó lỏng, tự cắm vào cảm giác nó vẫn lỏng, thì anh em để cái ốc của nó đây, anh em bắt nó lại. Đấy, thì đương nhiên rằng tự nhiên nó thành một cái jack chuyển thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Hoặc là đây có hai chuẩn càng cua, anh em lưu ý nhá, jack càng cua nó có hai chuẩn, một là cái chuẩn nhỏ như này, anh em nhìn, dành cho dòng âm ly cổ hoặc còn loa cổ thì là cái chân của nó khá là nhỏ, còn chuẩn thứ hai là chuẩn to như này. Chuẩn to như này cũng dòng một cặp loa to ấy, thì anh em phải dùng đây, thì cái phần này của nó thì nó mới vừa được, anh em bắt nó lại như này. Còn trong trường hợp mà cái chuẩn nhỏ như này thì anh em đấu vào đây thì không đấu được, sẽ không vừa. Được chưa? Rồi sau khi anh em tháo ốc ra này thì anh em lấy cái co, anh em bọc nó lại. Đấy, bọc lại. Xin chào quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Nó vừa giúp và tránh trường hợp mà chúng ta để hở nhiều quá trong khi chúng ta kết nối thì nó sẽ bị chạm chập vào nhau, thứ hai cực loa nó dễ dẫn tới cháy chập dây loa, và thứ hai nữa là nó tăng cái độ thẩm mỹ hơn, anh em gì đó. Với một cái rắc càng cua bình thường thì anh em tháo ốc ra, anh em bọc co nhật lại như này, như anh em thấy ở đây em vừa làm, và chúng ta sẽ đấu vào đây đỉnh nhá. Đấy, nó vừa khít luôn, thường nó sẽ vừa khít, còn trong trường hợp nó lỏng thì anh em cứ để cái ốc lại, anh em chít nó lại, chí lại, được chưa? Quý vị nhìn ở đây, đây là cái rắc càng cua to để anh đấu vào loa, còn âm ly của anh thì vẫn là càng cua nhỏ như ở đây. Đó, thì phía đầu còn lại quý vị thấy chưa? Đây cũng là cái chia sẻ cho một số anh em là muốn chuyển sang cách chuyển này thì nó sẽ rất là đơn giản và cũng tiết kiệm cho anh em nữa. Đó, quý vị thấy chưa? Còn trong trường hợp sau này anh em muốn dùng rắc loa bắp chuối thì em rút ra cắm bắp chuối, còn bộ rắc này anh em vẫn tận dụng làm cái rắc dây loa bình thường, mình làm cho bộ dây loa khác, khá là tiện lợi đúng không ạ các bác và anh em nhá. Rồi sau đây thì em sẽ cắm luôn cái rắc càng cua vào đây cho anh khách luôn, một bộ luôn. Đó, tiếp tục mình sẽ làm cái vế còn lại để gửi đi cho anh khách. Anh em nào có nhu cầu về mua sắm dây tín hiệu âm thanh bãi thì có thể liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn cho các bác và anh em. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.